Nhà chức trách Sri Lanka giành lại được quyền kiểm soát tại nhà tù sau vụ bạo động, tin từ Colombo. Đường phố bên ngoài của nhà tù Welikada ở thủ đô Colombo hôm nay trở lại bình yên sau vụ bạo động. Các viên chức cho biết là quân đội đã giành lại được quyền kiểm soát nhà tù trước bình minh. Tuy nhiên, họ đợi cho tới khi trời sáng hẳn để tìm kiếm những người bỏ trốn, đánh giá thiệt hại và thu hồi các thi thể. Cảnh sát cho biết tù nhân đã lấy được vũ khí, trong đó có cả súng máy, bằng cách đột nhập vào kho vũ khí của nhà tù. Vụ bạo động xảy ra khi cảnh sát đặc nhiệm Sri Lanka đang tìm kiếm thuốc phiện và điện thoại di động bất hợp pháp. Một nhân chứng gần nhà tù nhớ lại sự hỗn loạn vào đêm hôm trước. Chủ của một tiệm cửa tiệm đối diện nhà tù tên là Shelahai cho biết khoảng từ 700 tới 800 cảnh sát và quân đội tổ chức tìm kiếm thuốc phiện cho tới tận 5 giờ chiều. Tù nhân bắt đầu ném đá phản đối, sau đó thì cảnh sát bắn hơi cay. Tù nhân chạy ra khỏi cửa và tấn công vào lực lượng chính phủ, làm một sĩ quan quân đội bị thương. Một sĩ quan khác bị bắn vào chân và ngã xuống. Vào khoảng 12 giờ đêm thì quân đội có hành động mạnh mẽ hơn để đáp trả và mọi việc mới lắng dịu xuống.